Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Diệu Trần Travel. Và cái video này thì mình sẽ làm một cái video ở Bali ha, ở Indonesia. Thì đây là một cái đền thờ và bây giờ mình đang xem cái lễ hội ha. Rồi các bạn hãy cùng xem với mình nha. Selamat sore Bapak, Ibu, dan adik-adik kami, mohon perhatiannya sebentar. So first of all, I do apologize for the inconvenience to all our visitors, especially for you who are sitting on the floor on the ground, as well as standing around the stage. But I just like to let you know, to inform you, if outside there are more 100 people are expecting to be here this evening as well. But we are so safe. We cannot accommodate all of them to be here like you are. So then you are still lucky to be here this evening. So we'd like to give applause. Thank you. Definitely, I don't know what I am going to say, but thanks God for a beautiful day granted today. It's a beautiful day today, isn't it? So once again, thanks God. And before we start the show this evening, allow me to get our greeting to all our valued visitors. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Thank you for your response. Well, Om Swastiastu is our Balinese Hindu greetings, mean God bless you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh for Muslims. Shalom. May Lord Jesus, full of grace, be with you and always with you to all Christians. Nama Buddhaya for Buddhism dan salam sejahtera untuk kita semua. As our Indonesia State formal national slogan, Bhinneka Tunggal Ika, which means unity in diversity. Before the dance start, surrounding by great people with great smile coming from different countries. May come almost from all around the world. So we may have different religion, belief, cultures, tradition, colored skin, and definitely we don't know each other as well. But thank you for your respect, thank you for sharing space, and we are sitting together in one spot named Uluwatu, even a little bit shoulder to shoulder, but still in full sense of fellowship, friendship, and brotherhood. So what I would like to say, we are one, we are the world. And even though only from the small island of Bali, I'd like to rekindle our mutual respect and understanding and keep share and spread love and peace to all around the world. And I believe all of you love peace, don't you? Yeah. All of us love peace because peace is beautiful. So once again, give applause for peace. Thank you. And with all my humility for and on behalf of all the dancers and the people of Uluwatu, once again, allow me to extend our most sincere welcome to all our valued guests. So welcome to Bali, Indonesia, to all of you. Thank you for visiting Uluwatu Temple, especially to keep staying in our stay for the show this evening. Minasama, konnichiwa, yokoso, Uluwatu ni yokoso kudasai mase. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Dan terima kasih dan selamat datang untuk adik-adik kami, mudah-mudahan sudah di dalam. Mungkin ada grup dari Resto Nutrition Nestle Nutrition Jakarta. Terima kasih sudah datang dan juga adik-adik kami, mudah-mudahan ada yang sudah sampai dari SMA Tusuma Bangsa Palembang. Mudah-mudahan atau mungkin masih ada yang keluar. Terima kasih. Dan tentunya terima kasih dan selamat datang untuk seluruh saudara-saudara kami dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tapi saya nggak bisa mention satu persatu salam daerahnya. Tapi boleh ya, saya mau dengar semangatnya. Hidup Indonesia! Hidup Pancasila! Hidup! Well, exactly, there is no compromising for Pancasila and NKRI. NKRI, harga mati. Kita berdoa semua bersama, mudah-mudahan pelantikan Bapak Jokowi 2 hari ke depan berjalan lancar. Amin.
to be honest, you see, instead of to make more money, the event was forced to preserve our heritage culture, especially traditional dance. This evening, we are going to present one of the Balinese unique dance called Kecak Dance, and it's performed by the villagers. Kecak Dance is ancient and really unusual dance, because it is not accompanied with music or instrument like others dance, but the dancers are picked and surrounded by about 30 to 40 majestic men. I don't hear the girl who is screaming every single day. So once again, there are busy men who chose singing chanting dance and they are Ramayana, one of the great Hinduism holy epics. It tells about the good spirit of Lord Rama, overcome the bad evil of demon king Rahwana. And for more information about the dance, could you please read the guideline that we share and give to all of you? And how the struggle of the heroic white monkey Hanuman get out of the fires after being burned by the demon throat, as well as how the red monkey, the king of monkeys Sugriva, supporting Prince Rama to overcome demon king Rahwana. So it should be the reason and why you should be here at the last of the performance, if I may recommend you. So ladies and gentlemen, the sun is starting to sink down, hopefully they will still see sunset while we are watching the dance from our lovely state. And once again to all dears or viewers, especially for you who are sitting from the last five step from the top from behind, should you go to the restroom during the show, there are emergency exits available behind of you. And once again, I do apologize for the incontinence, especially for you who are sitting on the floor. But don't worry, because you are close to the dancer. So then you could feel the passion, spirit, as well as the exotic smell of the dancer. So this will be an uncomfortable memory. So your kindly attention is highly appreciated. Once again, I give thank you, applause, and all. Please welcome Unwatu Kecak Dance. Khi mà mình tới đây á, mình rất là ấn tượng với những cái đền thờ, những cái ngôi nhà. Và phía trước những cái ngôi nhà đó thì người ta cũng thờ cái vị thần của người ta. Đó là hầu như hết ở đây là người ta sẽ đạo là đạo Hindu nha các bạn, tức là Ấn Độ, Ấn Độ giáo các bạn. Đó, thì như các bạn thấy ở trong cái video này thì những cái anh chàng mà người ta đang múa thì quấn những cái khăn á, khăn rằn á, thì cái khăn này thì mình cũng thấy là trên những cái tượng đá ở phía trước những cái ngôi nhà người ta thờ những cái vị thần, thì những vị thần này người ta cũng sẽ quấn cái khăn rằn giống như thế này ha.
thì đây là một cái nơi rất là thú vị các bạn. Đó, thì cái đền thờ này á, nó nằm ở trên một cái y như là một cái vách đá, một cái vách núi các bạn, và phía trước đó là một cái bờ biển. Đó thì các bạn sẽ thấy những cái hình mà mình sẽ chụp ở sau video thì các bạn sẽ hình dung được một cái vị trí rất rất là đẹp ha, rất là tuyệt vời, nhìn cái hoàng hôn rất là đẹp ha. Thank you.
Thì khi mà đến đây á thì các bạn cũng cần phải mua vé nè, rồi mình sẽ đi vòng vòng để mà mình tham quan cái đền thờ cũng như là nhìn ngắm những cái khung cảnh ở ngoài biển ha. Và sau đó thì đúng cái thời gian là khoảng gần 6 giờ thì mọi người sẽ tập trung vào nơi cái lễ hội ha để diễn ra. Thì mọi người sẽ ngồi theo vòng tròn các bạn, có những cái bậc thang lên đó, là cho những cái người ở phía sau người ta sẽ ngồi cao hơn để người ta sẽ nhìn thấy nó rõ hơn á. Thì đây là một cái truyền thống, một cái một nét văn hóa rất rất là độc đáo của người Bali ha. Cái điều độc đáo ở đây là gì các bạn? Đó là khi mà người ta biểu diễn như thế này á, thì người ta sẽ không xài những cái nhạc cụ, âm nhạc gì hết. Và tất cả những cái âm thanh này á, là người ta sẽ tạo ra từ những cái người vũ công, những cái người múa như thế này ha. Và một cái điều rất rất là đặc biệt nữa, đó là từ trước tới giờ mình chưa có bao giờ mình thấy cái loại hình nghệ thuật như thế này ha. Thì đây cái nghệ thuật này nó cũng giống như là cải lương của mình ở Việt Nam rồi các bạn. Nhưng mà người ta sẽ nghiêng về cái như là một cái nghi thức tôn giáo nhiều hơn là một nét như là nghệ thuật các bạn. Thì đây là một cái giữa cái nghệ thuật
và cái tôn giáo nó hòa lẫn vào nhau. Tại vì người Hindu á, thì một phần cái đời sống của họ đó chính là cái những cái tục lệ về tôn giáo, về tín ngưỡng của người Hindu ha các bạn. Và mình theo mình nhận thấy các bạn thì để biểu diễn được cái tiết mục như thế này thì người ta cần rất rất là nhiều năng lượng các bạn, rất là mệt đó các bạn, chứ không phải là một cái chuyện đơn giản ha. Thì như các bạn cũng thấy ở trong cái video á, là những cái nghệ sĩ người ta diễn á, đó nó mang một cái thần thái rất là đặc biệt các bạn, rất là đặc biệt, cái điệu múa rất là nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng mà nó một có một cái kỹ thuật mà nói chung là khá là cao các bạn, như là người ta phải thể hiện được cái nét độc đáo ha, cái nét độc đáo của họ ha. Và cái điệu múa rất là chậm rãi các bạn, nhưng mà nó theo một cái âm nhạc của những cái chàng trai xung quanh người ta tạo ra ha, thì một sự kết hợp rất là độc đáo ha, rất là hài hòa các bạn. Và đây là một một cái văn nghệ, một cái biểu diễn, nhưng mà nó cái kiểu như là một câu chuyện đó các bạn, người ta sẽ kể về một câu chuyện về cái sử thi của cái người dân của họ, của cái nền tôn giáo của họ ha, từ rất là lâu đời rồi các bạn. Đó thì cái này thì nó sẽ không có những cái lời văn diễn đạt, mà khi mà người ta biểu diễn nó sẽ tạo thành một cái câu chuyện để cho người xem có thể hiểu được cái nội dung người ta muốn diễn đạt ha. Thank you.
Ok, và video đến đây là cũng hết rồi nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình, và nhớ tiếp tục follow kênh YouTube của Diệu Trần Travel, và đừng quên subscribe cái kênh YouTube của mình nha. Bởi vì sau cái video này mình sẽ làm những cái video tiếp theo cũng rất rất là hấp dẫn ha, để mình có thể chia sẻ đến tất cả các bạn cùng xem. Ok, và chào tạm biệt các bạn nhé. See you later.